Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn album đĩa DVD karaoke của ca sĩ Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng, chứ không phải là Phan Đình Tùng, mình nói lộn các bạn. Mình hay quen là kêu là Phan Đình Tùng rồi các bạn. Đây là những bài nhạc rất là hay luôn. Trong cái album này mình thích nhất là bài Ngôi Sao Lẻ Loi, là bài số 3. Các bạn gồm có 17 bài nhạc luôn. Cái này là vừa có nhạc và vừa có karaoke nữa các bạn. Như vậy thì rất là tiện luôn, tại vì ngày xưa đĩa karaoke cũng rất là thông dụng, tại vì ngày xưa không có karaoke trên mạng như thế này đâu. Như bây giờ thì, ngày xưa thì mua đĩa, mình nhớ ngày xưa mình có mua đĩa karaoke của ca sĩ Trương Đăng Huy, nhưng mà mình bị mất rồi các bạn. Lúc đó mình mua đĩa lậu thôi chứ không được đĩa gốc, nên mình cũng không có giữ. Đây, bên trong thì gồm có một đĩa DVD, các bạn hãy xem nha. Album này không thấy được rõ mặt của anh Phan Đình Tùng. Bên trong có cuốn album như thế này. Giọng của anh Phan Đình Tùng khá là hay các bạn. Đĩa này thì album này mình giữ rất là kỹ luôn, nên còn rất là mới. Và mình xin nhắc cho các bạn xem video của mình biết là những đĩa nào mình có thì mình mới có thể review cho các bạn xem được. Có một số bạn mình thấy có nhắn tin là mình biết kiểu là con nít đó các bạn, nên mình cũng không có rep comment hay gì đó. Cứ kêu nhắn tin mình, cứ kêu cứ comment bên dưới video của mình là kêu hãy review đĩa này đi, review đĩa kia. Nhưng thực chất nếu mà đĩa nào mình có mình mới review được cho các bạn. Còn những bạn cứ lên trên mạng xem người ta có đĩa nào thì kêu mình review đĩa đó, thì mình làm sao mà có để review cho các bạn xem được. Mình đâu có nhiều đĩa đâu. Đây, còn một số tấm hình của anh Phan Đình Tùng nha các bạn. Hình ảnh khá đẹp, mình rất là thích luôn các bạn. Đây là ekip quay video cho anh Phan Đình Tùng. Nhiều gương mặt khá là quen thuộc luôn các bạn. Hình ảnh khá là đẹp. Và đây là hết cuốn album. Ngày xưa thì mình không thích những cuốn album như thế này, nhưng bây giờ xem thì mình rất là thích. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.